Phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta. Hoàng tử William chỉ trích phu nhân đỡ đầu Susan Hussey vì xúc phạm phân biệt chủng tộc đối với khách. Vào thứ tư, Cung điện Buckingham đã thông báo rằng một thành viên trong gia đình của họ đã từ chức sau những nhận xét đáng tiếc và không thể chấp nhận được, được đưa ra trong tiệc chiêu đãi do Camilla, nữ hoàng con sót tổ chức, nhằm thu hút sự chú ý đến vấn đề làm sùng và bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nguồn tin hoàng gia xác nhận rằng phu nhân Susan Hughes, người thân cận với Camilla và mẹ đỡ đầu của hoàng tử William, đã xin lỗi và từ chức vì phân biệt chủng tộc. Hơn 60 năm, người phụ nữ 83 tuổi từng là thị nữ của nữ hoàng Elizabeth II. nhị. Cô ấy đã hỗ trợ nữ hoàng Elizabeth II nhị trong các hoạt động hàng ngày của cô ấy và không được đưa tin rộng rãi. Nhưng đôi khi cô ấy được nhìn thấy trong các cuộc giao tranh cấp cao của hoàng gia ở phía sau. Hoàng tử William lên án những nhận xét phân biệt chủng tộc của phu nhân Susan Hughes. Có thông tin cho rằng, thị nữ của cố nữ hoàng và là mẹ đỡ đầu của hoàng tử William, Lady Susan Hughes 83 tuổi, đã xin lỗi và từ chức sau khi một vị khách ra đen tại tiệc chiếu đáy do Camilla tổ chức cảm thấy bị tổn thương sau khi bị xúc phạm. Người hầu gái liên tục hỏi vị khách nữ rằng cô ấy thực sự đến từ đâu. Người sáng lập tổ chức từ tiền Sita Space, Koisi Fulani cho biết, người phụ nữ Susan Hillsey đã vén tóc để lộ huy hiệu tên và liên tục hỏi người của cô đến từ đâu, ngay cả sau khi được cho biết quốc tịch của cô là người Anh. Do đó, người phát ngôn của Hoàng tử xứ Wales, còn đỡ đầu của phu nhân Hillsey, đã nói rằng những bình luận đó là không thể chấp nhận được và tiếp tục. Rõ ràng là tôi không ở đó, nhưng phân biệt chủng tộc không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta. Các bình luận là không thể chấp nhận được và đúng là cá nhân đó đã bước sang một biên giới hiệu lực ngay lập tức. Đáp lại những nhận xét về phân biệt chủng tộc, cung điện Buckingham mô tả chúng là không thể chấp nhận được và vô cùng đáng tiếc. Mẹ đỡ đầu của hoàng tử xứ Wales đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc vì bất kỳ tổn thương nào đã gây ra và đã từ chức ngay lập tức khỏi vị trí danh dự của mình. Vụ việc xảy ra sau một cuộc thảo luận dài liên quan đến chủng tộc và sự đa dạng trong hoàng gia, trong đó có mô tả nổi tiếng của Meghan Markle về mối quan tâm về việc làn da của đứa con chưa sinh của cô ấy có thể trở nên sẫm màu như thế nào